Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui luôn, nhận được một thùng quà của anh Coco Thái. Coco Thái, số video của anh Coco Thái này đó là 0991 và 0992. Anh hiện đang sống ở Cali nha các bạn, anh ấy vẫn còn giữ chỗ nhé. Hôm nay anh ấy gửi cho Quyên Quỳnh một thùng quà. Đây là cái đèn này là Quyên Quỳnh không biết để làm gì nha các bạn. Đó thì cũng cảm ơn anh Coco Thái này rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay. Và Quyên Quỳnh cũng nhắc lại một lần nữa là những ai lên video của Quyên Quỳnh cần suy nghĩ cho thật kỹ. Khi Quyên Quỳnh đã làm video rồi thì Quyên Quỳnh sẽ không có thay đổi gì hết. Và Quyên Quỳnh mong rằng quý vị suy nghĩ cho thật kỹ để không mất thời gian của Quyên Quỳnh và quý vị khán giả cùng rất là nhiều người khác nữa. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Hello Kevin, what you say? What do you say? Dạ, em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể chào, anh có thể chào cộng đồng và anh giới thiệu cho mình ha. Anh chào mọi người cộng đồng mạng, chào em bên nhà Kết Nối Yêu Thương. Dạ, anh giới thiệu cho mình ha. Anh tên họ tên đầy đủ là Lê Đình Trinh. Anh tên Lê, Lê gì? Lê Đình Trinh. Lê Thiện Trinh hả? Lê Đình Trinh. Sinh năm mấy? Anh sinh mùng 5 tháng 6 năm 1967. Dạ, anh lui gan xíu, anh đừng có sát cái mặt quá. Dạ. Quên đi chưa? Dạ. Rồi anh hiện đang ở đâu ha? Anh hiện đang ở Thanh Hóa. Dạ. Anh đang làm công việc gì? Anh nói chung là lao động tự do đấy em. Dạ, lao động tự do nhưng mà làm công việc gì anh? Anh làm nông nghiệp thôi em. Anh trồng cây trái hả? Dạ, làm ruộng. Anh làm công việc đó được lâu chưa? Thì nói chung là anh làm cũng lâu rồi, vì nông thôn mà em. Rồi rảnh rỗi thì lại đi làm ngoài này, công việc kinh. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân của anh như thế nào? Anh thì ly dị vợ 5 năm, bố vợ. Ly dị vợ được 5 năm ha. Dạ. Rồi anh có con cái không? Anh có hai thằng con trai, thằng sinh năm 90, thằng 93. Các cháu có gia đình cả rồi. Hiện tại thì anh ở một mình thôi hả? Anh ở một mình. Dạ. Rồi lý do gì sao anh với bà xã anh chia tay? Thì nói chung là cũng nhiều chuyện lắm em. Nó bỏ anh. Yeah. Rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Anh thì ưu điểm của anh thì nói chung là hiền lành, thật thà, chịu khó. Dạ. Yeah. Cũng có hút thuốc, rượu bia thì uống, nhưng mà có công có việc vui thì uống thôi chứ bình thường anh không uống. Dạ. Yeah.
còn khuyết điểm của anh? Khuyết điểm của anh thì ai sống nội tâm. Hồi nãy anh nói em nghe không được là anh đang ở đâu hả? Anh ở Thanh Hóa. Thanh Hóa hả? Thanh Hóa. Rồi bây giờ nếu anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó như thế nào? Bây giờ nếu mà anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó như thế nào? Nói chung là ai như mong người đấy sống tình cảm, nói chung là có sao dùng vậy thì con người sống tình cảm biết đối nội đối ngoại là được rồi. Anh có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Tuổi thì nói chung là 55 luôn, 50 lên 55, dưới 40 thì dưới 50 cũng được. Yeah. Nói chung là rồi anh làm nông, anh làm nông một mình anh làm hay anh có thuê người khác làm với anh nữa? Không, mình anh làm thôi em. Dạ. Là anh làm một mình á, anh làm được bao nhiêu công anh? Không, anh thì dụng ít thôi làm. Còn rảnh thì mình đi làm ngoài. Anh có để ý được cô nào trên kênh của em không ha? Anh không để ý ai cả. Ai giới thiệu anh xem kênh của em hay tự anh xem? Anh xem lâu rồi. Xem lâu rồi mà chưa để ý được cô nào hả? Và anh lên giới thiệu đấy xem cô nào kết nối thì có ủng hộ anh đi thêm bước nữa không ha? Con anh thì một thứ thôi, hai thằng nó lớn nó đi làm xa rồi, nó có chỗ riêng. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Anh 1m67, nặng 60 kg. Anh muốn người bạn của mình có chiều cao khoảng bao nhiêu? Chung là cái đấy cũng hạn chế em. Cao thấp không? Anh nói là anh không có hút thuốc uống rượu thì thời gian rảnh rỗi anh thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Nhà anh thì đang làm công ty may ở gần nhà đây. Ai làm công ty may ở gần nhà? Anh. Hồi nãy giờ anh nói anh làm nông, rồi anh đi làm tự do, rồi bây giờ làm công ty mới. Công ty nó gần nhà đây thì anh làm ruộng nương xong rồi rảnh thì anh ra làm thầy vụ á. Rồi, nhưng mà cũng có thời gian rảnh rỗi thì những lúc rảnh rỗi á, anh thích làm việc gì để giải trí cho mình á? Sở thích của anh á. Sở thích anh rảnh rỗi thì nghe nhạc thì ấy chơi thôi chứ không có làm gì được. Nhật chủ ấy thì rảnh rỗi nhà dọn dữa thì rảnh thì nghe nhạc. Anh có ở chung với cha mẹ anh không? Anh ở riêng một mình thôi. Anh ở mình với cha mẹ anh vào năm với thằng thứ tư rồi. Thông thường á, phụ nữ thì hay ngại là người đàn ông miền Bắc có tính gia trưởng rất là cao. Anh có tính gia trưởng không? Anh thì anh sống thoải mái lắm, hiền, thoải mái lắm, sao cũng được, dễ tính. Không dám. Bây giờ anh sống một mình như thế thì anh tự nấu ăn hả? Hay là ăn cơm tiệm? Anh nấu ăn mà. Dạ.
Rồi thí dụ bây giờ tìm hiểu một cô vừa ý anh đó, thì anh nghĩ là khi nào sẽ đi tới hôn nhân được? Lúc nào cũng được, nó phù hợp thì cô ấy ưng lúc nào cũng được, là về quê anh ở cũng được mà ở đâu cũng được. Anh bây giờ một mình tự do thì ở đâu cũng được, chứ miễn là thương yêu nhau thì mình phải hai người khỏe cả thì cùng ăn thì chăm sóc nhau lúc ốm đau nó kia thôi, tuổi già con cả thì nó có riêng tư của nó. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân vợ chồng á, anh phải là người đàn ông lãng mạn, biết yêu chiều vợ con không? Anh sống thì nói anh sống hiền lành mà nói chung là bà con hàng xóm thì ai cũng quý đâu. Có cái là em là vợ anh thì ngày xưa vợ anh cũng là giáo viên cấp 2. Đấy thì đi làm xa thì ở nhà với bồ bị nói chung là nó lừa hết tiền nong và linh tinh các thứ là nó với trai. Rồi đòi về thì anh không cho về nữa, bị lừa cho đòi cho về nữa, rồi cái đơn ly dị. Dạ, rồi bao lâu anh mới phát hiện ra được mà? Thì anh nói chung là anh cũng không để ý vì là thật em là cuộc sống thì vợ chồng lấy nhau thì cũng vất vả, bởi vì đông em bố mẹ đông em phải lo cho em ăn học. Thì khi anh đi bộ đội lấy vợ năm 90 thì cuối đẻ cái thằng lớn, xong 93 anh làm nhà ở trên quê nội thì xong cái rồi anh bán đi, anh mua bán nhà đi, anh vay thêm tiền anh mua phương tiện làm ăn, xong một năm sau anh lại làm lại nhà cái rồi nói chung là cuộc sống không hạnh phúc. Cái rồi bắt đầu là cứ đòi lên đòi xuống về quê ngoại, bây giờ là thực tế là về quê vợ. Thì về đây lại mua đất làm cái nhà năm 98 nữa, 93 năm anh làm cái về dưới ngoài thì 98 làm tiếp một cái nhà nữa, là nhà ở đây. Thì năm ngoái anh mới sửa lại, là anh mua hai căn liên tiếp đó hả? Rồi đâu làm rồi bán rồi về ngoài em à. Về ngoài mua đất ở từ năm 96 ở ngoài thì công việc ở nhà thì đồng ruộng nó ít, mà mua phương tiện làm ăn thì nói chung là vốn lý có đó, vợ bay nó cũng không bay nữa, anh cũng cứ đi ra xã hội đi làm thuê, đi xây đi xiết rồi đi may rồi nói chung là đủ thứ, chứ việc gì có tiền là làm để gửi về đến nuôi con nuôi cả hai thằng con anh. Thì một thằng học xây dựng, một thằng đại học cái thế bây giờ gia đình đã rồi, cái là hai cháu nó cũng ngoan, một đứa sinh năm 90, đứa 93. Dạ. Yeah. Thì cái năm 98 là anh ở bên Thái Lan, anh sang Thái Lan anh làm ở bên Thái Lan này. Làm mấy? Bên Thái Lan thì anh làm gì bên đó? Làm may mặc, em may quần áo gia công. Anh may hả? Anh may hay anh coi người ta may? May chứ. Anh cứ làm thuê cho người ta. anh tướng anh vậy và anh mai đồ, anh làm công ty mai được hả? Anh vẫn nhà đây. Anh đó mở gần nhà đây, anh ra anh làm được 2-3 tháng nay rồi. Yeah. Rồi sao, rồi lúc sao anh đang phát hiện ra mà vợ anh có người khác? Nói chung là anh cũng không để ý, thì đến khi năm 97, 2017 cuối năm anh ở bên Thái về để cưới vợ, đầu cưới vợ cho cái thằng thứ hai. Thế là phát hiện được thì nó bỏ nó trốn, nó con nó trốn thì lúc nó tiền nong linh tinh các thứ là anh phát hiện
bữa sau nó trốn luôn mà. Kêu ra nói chuyện thì nó bố nó trốn. Nó trốn thì nó đi mấy thằng. Cái này nói chung là đến khi nó đi là sạch bát cùng một nhà. Và nói chung là lấy tiền đi hết hả? Thì hết. À, nghe là anh mới điều tra ra thì nó là cái này họ trên máy tuyên quang. Xong cái này anh trợ lý cho rồi rồi về thằng kia bỏ, nghe là lừa cho hắn đóng cửa không cho vào nhà đấy, ở đâu được mấy tháng ấy. Xong cái rồi về rồi quay lại thì anh chấp nhận nữa. Anh bảo nữ như vậy thì chặt chặt rồi cho nó viết đơn ly dị, nó viết đơn ly dị thì biết sao anh ký vậy kệ. Chứ còn cho anh sống thì nói chung là bây giờ anh có một mình ở bên ngoài thôi, nói chung nó thì anh không chỉ có một mình anh thôi đấy, thì bà con hàng xóm thì ai là quý nhỉ. Dạ, yeah. Là anh vẫn còn ở gần bên vợ. Nó không còn vợ ở nó đâu, cứ chui về đây rồi anh cứ về là hát thì bỏ đi. Rồi con cái thì nói chung là cái nhà là nhà chung thôi. Chung con cái nó về ngày lễ ngày Tết rồi. Đấy, còn xong mấy ngày lễ ngày Tết thì nó lại đi, còn có mình ở nhà đâu. Dạ. Yeah. Mà bây giờ mà có ai thì đưa đâu tàu già về quê, vì đất đây thì có chỗ làm nhà làm cửa đâu, không quan trọng cái chỗ ở cho biết. Còn làm ăn thì nói chung là không giàu có ăn là được, thương yêu nhau là anh chỉ mong vậy thôi. Chứ còn anh sống không để về tiền bạc hay là nọ kia gì hết, anh cả đời nữa anh làm hay trả giữ 1.000 bạc nào cho người khác, có đồng nào là dồn là gửi về cho vợ nuôi con ăn học thì anh hỏi vậy là bê thấp xuống dưới rồi, thấp cái nọ xăm cái kia. Nhưng mà cuối cùng cái là sống nói thật với anh, như người ta cũng phụ nữ, nhưng mà cái phụ nữ vợ ít có làm rồi, anh cứ chịu đựng vì mày cắt con cái sợ con trai nó bố mẹ đổ, thế là cái nó tệ làm xã hội này cũng im đi ra nhiều thì anh cũng hay. Là tới lúc mà gia con anh lập gia đình hết rồi mới chia tay hả? Thì bây giờ còn một cái thằng đầu thì ôi rồi đây cũng mới rước dâu cho cháu, lấy vợ cho cháu, nhưng mà tháng 2 đi tổ chức liên hoan. Giờ lo cho con xong hết rồi mới tính tới phần cha phải không? Thì lo cho con, lo cho cha. Nhưng cha mà sau thì... thời gian chia tay với bà xã anh xong rồi anh không có quen ai hả? Anh cũng có quen, sau trước anh cũng lấy một lần nữa rồi. Ồ, vậy đó hả? Anh cũng không được ấy, bởi vì cái tính anh không sống, anh không thích phụ thuộc. Hiểu không? Tức là người ta cũng chồng chết, nhưng mà người ta giàu quá. Và con người ta thì một đứa giám đốc ngân hàng quanh ấy. Thằng chồng thì bên bên một trường của Hà Nội. Còn thằng thứ hai thì cũng công an, còn thứ ba cũng công an, còn thứ ba hai vợ chồng công an, còn thằng hai thì chồng công an và cũng làm ngân hàng. Thì nói chung là có, nhưng mà rồi kiểu là cuộc sống phù hợp với em. Con cái người ta lúc đầu nó đồng ý, nhưng mà sau nó về mình ở nhà, nhưng mà mình người lớn thì là chắc ở trong
thỉnh nó không hỏi ham gì anh, kiểu là như kiểu là mình bạ vào để lợi dụng tín của nặng. Anh thấy thì em thích cái lời vợ thì anh tưởng sống là bình thường đi, nhưng mà rồi nói chung là người ta giàu có nhưng mà ta tính toán ấy. Ví dụ là tay anh đi thay cái lốp xe lốp cổ hay là đi mua một cái gì, ví dụ là vợ thay cái xe thì anh đi thay tiền cho anh đi. Em hiểu không? Ta lại không thay đi rồi lúc khác nó đem tiền không nói sẽ gửi hết. Hiểu đấy. Mình cái anh không phù hợp, không mình không được tự do, với lại họ kia thì lấy chồng về đây ngồi trong nhà đấy, mình đang làm được ăn thì họ kia muốn làm mình đi làm chưa đi, yếu nhất không kiểu cái nó không ấy, thì con cái nó về nó xem mình như cái thằng đi ở, thì ở làm gì em, mình đang làm được ăn chứ gì phải sống chủ yếu cái tình cảm. Lúc ốm lúc đau họ kia còn khỏe thì bình thường làm ăn thì nó đơn giản. Rồi anh với cô ấy sống chung được bao lâu? Nói chung là ở được hơn năm rồi, cái lúc đầu Covid nữa thì chưa đến Covid thì làm rồi anh thôi luôn anh chạy. Thì bây giờ thỉnh thoảng cũng gọi điện cho anh nói thăm khỏe không nó kia thì sau đấy là biết bàn cái chuyện là thôi thì em là vợ chồng nhưng mà bây giờ đi lại với nhau thôi. Anh ở nhà em ở đâu nghe anh bảo thôi vợ chồng mà không ở thì thôi, chứ còn lấy nhau có chục con nít thì bây giờ thì nhà anh ở nhà em ở thì lấy nhau làm cái gì. Bảo anh như thế thì em có điều kiện đâu, lúc ốm đúng em chăm sóc phải nọ kia cái tình trạng lại luôn không còn thích, còn lấy nhau thì ở với nhau, một là ở trên đấy mà hai sống được thì thôi nghĩ vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc hai người cưới nhau có kết hôn không, rồi bây giờ đã chia tay nha, đã ra tòa ly dị chưa? Anh không kết hôn bởi vì tại vì là cái kết hôn thì hắn chỉ trên giấy tờ và pháp luật thôi, chứ còn nói thật với anh chứ ở mà không ở được với nhau đến 10 cái giấy kết hôn là cũng bằng không thì như vậy, nên là anh bảo không cần kết hôn, chủ yếu là sống với nhau thôi, chứ còn tuổi già rồi thì cái lại kết hôn thì cũng được thôi, nhưng mà anh không cần. Nhưng mà phụ nữ thì người ta lại muốn cái kết hôn, ít có người phụ nữ nào mà muốn sống như vậy. Có thế anh gợi ý nhưng mà cái kiểu người ta cũng không muốn kết hôn đấy, không muốn đi làm ra kết hôn là anh có cái ràng buộc này sao ra tòa ra tiếp thì chia của chia lãi của người ta kiểu vậy, nên là anh không cần. Hiểu không, bởi vì là anh vợ lừa trắng tay thì nói chung là lên lấy nhau lên làm ăn thôi, nhưng mà không ngờ là hắn như giữa thì anh thôi. Thì trước khi thì đi lại anh cũng về đây tham khảo với anh con người sống như thế nào, rồi con cái người ta không ăn con đồ đó anh cũng bảo gửi chứng minh cũng biết về ta trên mặt anh có không đấy. Ở được hơn năm thì thỉnh thoảng cứ giỏ tết thì nó về nó thỉnh con cái, nói chung là nó cứ nghĩ là anh ở đấy là lợi dụng ăn uống của nãy là để kiếm tiền với em, không anh trả được 1.000. Anh thì hiền, anh tiếp nói. Anh đưa nó về nó điều tra đây, nó còn hàng xóm thì anh em ở đây đi đâu người ta cũng nói biết rồi, sao mới đồng ý về tổ chức.
Chào đón em rất vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương ha. Anh có lời nào chào khán giả không? Anh cũng xin chào tất cả cộng đồng mạng và anh em trong kết nối yêu thương. Lời chào trân trọng và thành đạt nhất trong cuộc sống. Chúc gia đình em mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Bye anh, good night anh nha. Anh chào em nhé. Chào tất cả các bạn.